Phương Thanh tiết lộ gây sốc, Minh Thuận báo mộng cho cô về buồn ngại chôn dưới gốc cây. Cách đây ít giờ, Phương Thanh chia sẻ về sự ra đi của người anh thân thiết có liên quan tới buồn ngại gây xôn xao. Phương Thanh cho biết, sau 45 ngày mất, anh về báo mộng cho cô. Theo chỉ dẫn, nữ ca sĩ tìm thấy bùa thái làm bằng bông gòn, nhét trong búp bê và hình như ở dưới gốc cây cảnh ngay cửa sổ. Tuy nhiên, vẫn còn một con búp bê có liên quan tới tâm linh nữa chưa tìm ra. Đến 98 ngày mất, người anh này lại tiếp tục về báo mộng phải tìm ra được con búp bê còn lại. Anh cho biết, bị gài theo kiểu fan ruột, tặng quà rồi đem vào nhà. Thậm chí, Phương Thanh còn biết rõ người đã làm việc này, nhưng xin phép được giữ bí mật. Dù không nhắc tên người anh trong bài viết, nhưng nhiều người vẫn đoán được Phương Thanh đang muốn nói tới Bình Thuận. Nam ca sĩ tình thơ mất vào ngày 18 tháng 9. Đến nay, đúng 100 ngày như lời Phương Thanh chia sẻ. Phương Thanh còn đính kèm hình ảnh những con búp bê hình nhân tìm được trong ta Tết, khiến cộng đồng mạng không khỏi hoang mang. Phương Thanh và Minh Thuận vốn là chỗ anh em thân thiết lâu năm. Trong thời gian Minh Thuận nằm viện, nữ ca sĩ cũng chính là người cập nhật thông tin về tình trạng của anh tới công chúng. Hồi tháng 9, Phương Thanh xuống tốc sang Ấn Độ theo khóa tu ngắn hạn và không có mặt kịp trong đám tang của Minh Thuận. Từ khi Minh Thuận qua đời, Phương Thanh rất hạn chế nhắc tới nam ca sĩ. Được 49 ngày, Phương Thanh mới trải lòng về người anh với fan hâm mộ. Cô tâm niệm, Minh Thuận mới mất, nếu bày tỏ lòng tiếc thương sẽ khiến nam ca sĩ lưu luyến, khó rời chốn trần gian. Đây không phải là lần đầu tiên Phương Thanh lên tiếng về chuyện buồn ngải. Được biết, ngoài Phương Thanh cho biết bản thân mình từng bị hại, thì trong showbiz Việt không hiếm những ca sĩ diễn viên người mẫu hay nhà thiết kế cũng từng lên tiếng báo động về thực trạng buồn ngại để hãm hại nhau, gây chấn động như vậy. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!